Chương 14. Hành tinh thứ 5 rất lạ lùng, đó là hành tinh nhỏ nhất. Nó chỉ có đủ chỗ cho một cột đèn và một người thắp đèn. Hoàng tử bé không tài nào hiểu được giữa bầu trời bao la, trên một hành tinh không có nhà cửa cũng như người ở, một cột đèn và một người thắp đèn liệu có ích gì. Tuy nhiên, cậu tự thuyết phục mình, người này có thể hơi phi lý, nhưng không tới nỗi phi lý như vị vua già, như người hậm hĩnh, như vị thương nhân hay như người nghiện rượu. Ít ra, việc ông làm còn có chút ý nghĩa. Khi thắp sáng ngọn đèn, ông như đã thắp sáng thêm một vì sao, một bông hoa. Khi ông tắt đèn, bông hoa hay vì sao đó lại lặn đi. Công việc đó thật đẹp, và khi nó đẹp thì nó thực sự có ích. Khi đến gần hành tinh, cậu trân trọng cất tiếng chào người thắp đèn. Chúc chú một ngày tốt lành, tại sao chú lại tắt đèn? Đó là chỉ thị, người thắp đèn nói, chúc cháu một ngày tốt lành. Chỉ thị là gì ạ? Là tắt ngọn đèn này, chào buổi tối. Và ông thắp lại ngọn đèn. Vậy sao chú thắp sáng nó lại? Đó là chỉ thị. Cháu không hiểu. Chẳng có gì để hiểu cả, chỉ thị là chỉ thị, chào buổi sáng. Ông tắt ngọn đèn đi, rồi ông lấy một chiếc khăn caro màu đỏ lau mồ hôi trên trán. Việc của chú kinh khủng quá, ngày xưa còn có lý hơn nhiều. Hồi đó chú tắt đèn buổi sáng và thắp lại vào buổi tối. Chú còn có cả ngày để nghỉ ngơi và cả đêm để ngủ. Còn bây giờ, chỉ thị đã thay đổi ạ? Chỉ thị không thay đổi, đó mới là bi kịch. Hành tinh này mỗi năm lại quay nhanh hơn, mà chỉ thị thì không hề thay đổi. Thế thì sao ạ? Thì bây giờ, nó quay mỗi vòng một phút. Chú không có lấy một giây để nghỉ ngơi. Chú thắp đèn rồi tắt đèn mỗi phút một lần. Thật là kỳ cục. Một ngày ở chỗ chú chỉ dài có một phút thôi sao? Chẳng kỳ cục chút nào. Chú cháu mình nói chuyện nãy giờ được một tháng rồi đấy. Một tháng ạ? Ừ, 30 phút, 30 ngày. Chào buổi tối. Và ông thắp lại ngọn đèn. Hoàng tử bé nhìn người thắp đèn, trong lòng dâng trào niềm thương mến con người luôn trung thành với chỉ thị này. Cậu nhớ đến những lần kéo ghế ngắm mặt trời lặn của mình. Cậu muốn giúp đỡ ông. Chú biết không? Cháu biết có một cách giúp chú nghỉ ngơi khi chú muốn. Chú rất muốn, người thắp đèn trả lời. Bởi vì người ta có thể vừa trung thành vừa lười biếng được. Hoàng tử bé nói tiếp. Hành tinh của chú nhỏ tới mức chú bước 3 bước là đã hết vòng. Chú chỉ cần bước đi thật chậm rãi, để chú luôn ở phía mặt trời. Khi muốn nghỉ ngơi thì chú lại bước đi, và ngày sẽ dài như ý chú muốn. Cũng chẳng giúp ích gì hơn cho chú, người thắp đèn nói. Trong đời chú chỉ thích ngủ. Vậy thì không may rồi. Đúng là không may. Chào buổi sáng. Người này, hoàng tử bé nghĩ bụng khi cậu tiếp tục cuộc hành trình. Chắc sẽ bị những người khác chế nhạo, cả vị vua, cả người hậm hĩnh, cả người nghiện rượu và cả vị thương nhân. Nhưng đây là người duy nhất mà mình không cảm thấy nực cười. Có thể là vì ông quan tâm đến một việc khác hơn là bản thân mình. Cậu thở dài tiếc nuối và tự nhủ. Đây là người duy nhất mà mình có thể làm thân. Nhưng hành tinh đó lại quá nhỏ, chẳng đủ chỗ cho hai người. Có một điều mà hoàng tử bé không dám thú nhận, rằng cậu cảm thấy lưu luyến hành tinh thánh thiện này, vì trên hết, nó có đến 1.440 lần mặt trời lặn mỗi 24 tiếng đồng hồ.